Mặt trời mọc và chiếu sáng ở trang trại. Dề mơ mộng vừa ra khỏi nhà và nhớ ra hôm đó là ngày gì. Quả là một buổi sáng đẹp trời. Trời nắng với một vài đám mây trôi lơ lửng. Những bông hoa đang rực rỡ sắc màu. Cây cối xanh tươi, chờ chút, mặt trời, hoa cỏ, cây cối. Mùa xuân đến rồi phải không? Lễ phục sinh. Sói đang đi ngang qua và nghe thấy tiếng hét vui sướng của dê mơ mộng. Ngươi đang la hét cái gì vậy? Ta thấy đau đầu quá. Ông sói, hôm nay là lễ phục sinh, lễ phục sinh. Đó là gì? Lễ phục sinh, vào ngày tái sinh, ngay cả thiên nhiên cũng thức tỉnh, mọi thứ đều được tái sinh. Lễ phục sinh. Được rồi, nhưng đừng hét lên, ta không thể chịu được. Ôi, sói, tôi vừa mới nhận ra, tay ông bị sao vậy? Một tai nạn nhỏ thôi, ta chạm vào một cái chảo nóng. Cũng may là mẹ ngươi đã băng bó nó cho ta, và ta sẽ ổn thôi mà. Mau sớm khỏe lại nha, vậy ông sẽ không đi nhặt trứng, phải không? Trứng? Ở đâu? Có phải lũ gà đang đẻ trứng không? Không phải gà đâu, mà là thỏ, thỏ phục sinh. Ngươi có bị đập đầu vào đâu đó không? Con thỏ không đẻ trứng, chúng không có trứng. Mau đi với tôi, rồi ông sẽ thấy. Đôi tai đó là sao vậy? Nếu thỏ nhìn thấy tôi, nó sẽ không sợ hãi và bỏ chạy. Cầm giỏ trên tay, dê mơ mộng và sói đi sâu vào rừng và bắt đầu tìm trứng ở giữa bụi cây, dưới hòn đá, trong các lỗ, hang động. Họ đã tìm kiếm ở khắp nơi. Chà, không có gì cả. Thật kỳ lạ. Nghe này, dê mơ mộng, ta thích người, nhưng ta còn thích trứng hơn. Ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì một rổ trứng. Nhưng theo ta thấy thì ngươi đang mơ đó. Không, không. Vào ngày lễ phục sinh, chú thỏ phục sinh sẽ đem giấu những quả trứng. Chúng ta phải tìm ra để ước một điều ước. Ai thu thập được nhiều trứng nhất sẽ được điều ước. Chuyến đi tìm trứng của dê mơ mộng kết thúc. Cậu ấy bực mình ngồi trên một tảng đá. Vậy thì ta sẽ đi. Ta sẽ đi. Nghe nè, ta sẽ đi. Đi. Được rồi, ta không thể để ngươi như thế này. Ta có thể làm gì thì ngươi mới vui đây. Nghe này, ta có một quả trứng ở nhà, chúng ta có thể cùng nhau chia quả trứng đó. Không chỉ mình tôi, sói ơi, tất cả những đứa trẻ trong trang trại đều đi nhặt trứng. Ta không thể chia một quả trứng thành 50 phần được. Sói cảm thấy bực bội. Khi thấy dây mơ mộng cũng bực bội, nên hắn ngồi trên tảng đá và bắt đầu phàn nàn. Đó là một giấc mơ đẹp, dù chỉ là một giấc mơ đi tìm trứng ở trong rừng. Đó không chỉ là một giấc mơ, sói. Nó cũng không có thật. Nhưng chúng ta có thể biến nó thành sự thật. Bằng cách nào? Có rồi, đi với tôi. Họ đi về phía trang trại và điểm dừng đầu tiên chính là chuồng gà. Dê mơ mộng, những con gà, chúng không thích ta lắm đâu. Đi với tôi. Thật mà, chúng không thích ta. Được rồi, vậy thì đợi tôi. Cậu ấy đi vào chuồng gà mái. Con dê điên rồi. Chúng ta sẽ vào rừng để nhặt trứng sao? Trứng của một con thỏ hả? Tôi đây, trứng của chúng ta đã sẵn sàng. Ôi, bằng cách nào hả? Chúng vừa cho ngươi tất cả trứng của chúng hả?
Phải, tôi đã nói đó là lễ phục sinh. Ta phải ghi nhớ mẹo này mới được. Nhanh lên, đến xưởng của dê họa sĩ lấy màu vẽ. Tại sao hả? Chúng ta làm gì với màu vẽ? Đầu tiên, chúng ta luộc trứng, sau đó sẽ vẽ chúng. Dê mơ mộng và sói luộc trứng trước. Sau đó, họ mượn tất cả màu vẽ từ dê họa sĩ và ngồi vào một góc, bắt đầu tô những quả trứng. Ôi, chúng trông ngon miệng đó. Những thứ này không dành cho ông sói. Cái gì? Không phải chúng ta sẽ ăn sao? Không, những thứ này dành cho trẻ em. Ngươi mất trí rồi. Dê mơ mộng tiếp tục vẽ những quả trứng. Một số có đốm, một số thì chỉ có một màu, và một số được trang trí bằng các ngôi sao. Đây là quả trứng cuối cùng. Dê mơ mộng, ta không thể để ngươi làm điều này. Những quả trứng muôn năm. Dừng lại sói, ông đang đi đâu vậy? Tất cả đều là của ta, ta không thể đem cho những quả trứng đó. Mau dừng lại sói, chúng là những quả trứng phục sinh. Sói bắt đầu chạy thật nhanh. Dù dây mơ mộng có chạy nhanh đến đâu đi nữa cũng không thể đuổi kịp hắn. Cuối cùng sói cũng dừng lại và ngồi dưới gốc cây để ăn trứng. Đến với ta nào, quả trứng xinh đẹp. À, con đã tìm thấy ông. Sói bỏ lại một quả trứng và lại bắt đầu chạy thục mạng. Nè, hãy để ta yên. Sói, lại đây. Và một lần nữa, dây mơ mộng lại đuổi kịp sói khi hắn ta đang ngồi ăn trứng. Ông sói! Sói bỏ chạy, dây mơ mộng đuổi theo hắn. Bất cứ nơi nào sói dừng lại, lại có một quả trứng rơi xuống đất. Ôi, mẹ ơi, ta mệt quá. Ông sói, đây rồi, tôi thấy ông rồi. Dù sao thì ta cũng không còn sức để chạy nữa. Người cứ lấy trứng đi. Dê mơ mộng cầm lấy cả giỏ trứng. Nhưng trong này không có quả trứng nào cả. Để ta xem nào. Ôi không, vì ngươi mà không còn quả trứng nào nữa. Sói, nhìn kìa. Điều gì đang xảy ra ở đó vậy? Bọn trẻ đang đi nhặt trứng đó. Trứng của ta? Không. Đúng vậy. Ông chính là chú thỏ phục sinh phân phát trứng năm nay. Việc này rất hợp với ông. Thật ra thì nó phù hợp với... Hãy tham gia cùng họ. Được rồi, nhưng mà ta sẽ ăn những gì ta nhặt được. Đi nào, có lẽ chúng ta sẽ nhặt được nhiều nhất. Chắc chắn rồi, lễ phục sinh muôn năm. Lễ phục sinh vui vẻ ông sói. Chúc mừng lễ phục sinh dê mơ mộng. Hãy